anh đó. Anh đó hả? Anh làm gì? Anh làm gì? Anh đó mà anh làm gì? Cắt bớt anh, cắt bớt. Dạ. Đó, anh đang cắt bớt. Anh xong tới xin hàng nghe. Không. Chứ là sao không? Sao không? Không. Anh xong tới sân hà. Không. Sao không? Tóc dài phải cắt chứ. Để hứa anh chào. Anh. Thì anh cắt rồi đó rồi sao mình tới con. Nha. Ngoan nha. Cắt tóc phải ngoan nha. Không có khóc nha. Anh cắt ngoan chưa? Anh ngồi em re luôn kìa. Kiếm gì vậy? Nè. Ha ha ha. Ở đây nha. Sơn Hà ở đây với bác nha. Chứ làm sao không? Ở đây học cắt tóc đi. Nha, mẹ đây nè. Ngồi im đi. Con ngoan mà. Ngồi im đi. Đó. Chú hớ xin hào giỏi quá trình với mẹ. Ngứa hả con? Có ngứa không? Xin Hà ngoan lắm ba. Anh ngồi im im để chú hết, ngồi im nha, ngồi im nha, đừng quậy quọ, để chú hết lên đầu á, đúng không? Mẹ đây nè. Ngồi im đi, ngồi chút xíu nè. Chút đi, sắp xong rồi, sắp xong rồi, mẹ đây. Ngồi thẳng lên. Ngồi im thẳng lên nè. Ngồi té ghế á.